dậy từ 4 giờ sáng đi ra ruộng rồi giăng câu rồi bắt cá, bắt cá về rồi đem đi bán, bán xong rồi gì nữa ta, về nhà rồi giặt nguyên một đống đồ, rửa nguyên một thao chén. Ma nó ơi ra đây tôi biểu coi, ma nó đâu chưa chạy chưa chật rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như dở đậu vậy ta. Ôi, con út đâu rồi, ra biểu coi. Con út đâu ra đây ta biểu coi, nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng, làm gì mà nãy giờ không lẹ đi, làm gì mà như vợ ăn đậu vậy. Đó ông thấy không, con ông á kêu hồi nãy giờ mà nó không ra, nó mua một tô hủ tiếu cho tôi ăn nữa à, dạy con vậy đó. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa, tôi đi ruộng nương suốt mùa, tôi đi vào câu giữa trưa. Tôi biết mình đi lấy xuồng chèo ngược nhánh sông, nhớ tìm một ít bóng kho nấu cơm rồi tôi sẽ về, nhớ không mình ơi mình hơi chán ghê. Tối ngày cứ nói tao ngu không à, nguyên cái xóm này có ai nói tao ngu đâu, nó chỉ nói tôi khờ chút thôi, tôi không có ngu. Ma nó ơi ra đây tôi biểu coi, ma nó đâu chưa chạy chưa chật rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như dở đậu vậy ta. Mình ơi em về rồi nè, em mới mua bộ đồ mới đẹp hơn mình. Mình ơi con út đâu rồi hả mình, con út đâu ra đây ta biểu coi, nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng, làm gì mà nãy giờ con lẹ đi, làm gì mà như dở đậu vậy. Trời nổi gà hết trơn à, hồi nãy dữ dằn lắm sao giờ giọng hiền mà dễ thương quá vậy ta. Bởi vì đàn ông mà nghe mấy giọng này bỏ xác giữa đường à. Chưa hết rồi mà không chịu nấu cơm, tụm năm tụm ba tụm bảy rồi tám, tám chuyện trên trời chuyện dưới đất, ui thiệt là má con út nó ơi. Tại mấy bà hỏng cho em gì ạ, nên em phải ở lại nhiều chuyện, đừng cằn nhận nữa mà phải con út nó ơi. Trời gì mà cho cái em biến xác như thiên thần vậy trời, bởi vì mỗi lần mà nó đẹp lên cái là nói cái gì tôi cũng chịu ấy. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa, tôi đi ruộng nương suốt mùa, tôi đi vào câu giữa trưa. Mình đi lấy xuồng chèo ngược nhắm sông, nhớ tìm một ít bóng kho nấu cơm rồi em sẽ về, nhớ không mình ơi mình hơi. Cây bộ vậy mà dễ thương lắm á, dễ xài nè, xấu xấu vậy chứ mà dễ sai lắm á nè. Mình ở nhà nấu cơm, em đi tập gym chút rồi anh về nha. Đi tập gym anh không cho em đi tập gym mình đâu, không được không được, trời ơi tình yêu. Kính thưa quý vị, tôi muốn giới thiệu đến quý vị một tiểu phẩm nói về cuộc sống của những người nổi tiếng với rất là nhiều người nổi tiếng. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với tiểu phẩm Người Nổi Tiếng. Yêu sao biết cho đêm dài, yêu cho đến nồng cay, yêu cho thấy bao đầy. Yêu á hả? Yêu mà sao yêu cái mặt bà láng nhách vậy? Chứ sáng giờ bán ế buồn, buồn quá mình phải hát, hát thì nó vui, vui thì mình có khách. Ê muốn chết mà nghe bài hát cũng tự tử luôn thiệt. Hát thì trời mẹ. Còn bài nhiều hay lắm. Nhưng mà giờ nói nghe nè. Ông sáng giờ ông ế lắm đúng không? Sáng giờ được giá được có lỗ nào đâu. Quá ế đúng không? Bà cũng ế lắm hả? Rất ế đúng không? Ế lắm. Bây giờ về ông canh hà xe bánh mì cho chút xíu đi, cái là ông bán đắt liền à nha. Tôi đi đây chút xíu hả? Khoan, bà đi đâu mà biểu tôi con bánh mì cho bà? Thì tôi đi cái chuyện mà nó khó nói lắm. Bà phải nói. Bà nói tôi biết rồi, bà đi bao lâu rồi tôi biết, tôi canh bánh mì cho bà chứ tự nhiên bà nói khó nói. Bà đi đâu tôi đâu biết đi đâu. Cái này ông ép tôi nói đó nha. Đi đâu nói. Tôi đi tới cái chỗ mà. Nói đi. Hiểu hả?
mà gặp bà nội này mới nói vậy. À, có dạ, khách. Anh ơi. À, anh... Dạ để tôi dắt dạ, cho cô. Dạ, dạ. À, chào người đẹp. Dạ. Người đẹp đi đâu mà bị bể bánh xe vậy nè? Dạ, em đang đi làm mà. Ủa sao anh biết bể bánh xe hay vậy anh? Đây nè, thấy bánh xe mềm xèo đây nè. Ồ vậy hả? Ừ. Dạ giùm em nha. Alo. Dạ. Alo, anh Hoàng hả? Dạ. Trời ơi, anh ơi, em bị bể bánh xe rồi. Phone đầu tiên là có em hả anh? Ồ vậy hả, em biết rồi. Vậy anh nói đoàn phim chậm chút xíu nha, em tới liền nha anh. Dạ dạ dạ, em xin lỗi anh. Dạ dạ dạ, dạ chào anh ạ. À, nghệ sĩ phải không? Trời đất dạ. Tôi hèn chi thấy quen quen. Dạ dạ. Bên bên kế bên thấy thơm thơm. Dạ chào anh. Dạ. Trời ơi cô ơi, cô nổi tiếng lắm, tôi ái mộ cô dữ lắm. Dạ cảm ơn anh. Cô tên gì vậy? À, quên, quên tên. Dạ à, à, em tên Diêm ạ. À. Thị Diêm. Thị Diêm. Thị Diêm. Chết tôi lộn Thị Mười. Xin lỗi cô nha. Dạ 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 không có gì anh. Trời ơi nghệ sĩ hôm nay hãnh diện giá xe cho người nổi tiếng nha. Dạ cảm ơn anh. Nó bể bánh sau để tôi tháo bánh trước. Ủa ủa gì cười vậy anh? Tôi thấy nổi tiếng tôi bính lên tầng rồi nha. Anh ơi anh giá giùm em cẩn thận nha anh, tại vì em đi đường xa lắm anh à. Cô yên tâm, cái người ngoài tôi làm ẩu mà nghệ sĩ tôi làm cẩn thận lắm. Nghệ sĩ là một cái gì đó làm cho công chúng vui là tôi phải làm cho cô vui phải không? Nghệ sĩ hả? Nghệ sĩ hả? Dạ. Trời ơi trời. Nghệ sĩ. Trời ơi tôi biết cô nè. Dạ. Trời ơi, tôi coi TV. Rồi dạ. Tôi có phim đó nè. Trời ơi, ốm ngoài sao nó ốm nhách vậy? Ốm quá. Mày xấu quá. Mày rất xấu mày tin không? Cái bà này vô duyên. Trời ơi, nó xấu tôi nói nó xấu tại vì nó không chịu ăn thì nó ốm nó à. Xấu đúng không? Bây giờ con ăn một cái con mập liền, con đẹp liền luôn con. Dạ. Nha. Vậy cho con tô phở đi. Rồi bán đi. Con ơi, dạ. Má bán bánh mì. Ủa? Má bán bánh mì. Ủa? Con ăn bánh mì nha. Dạ 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 con. Con bánh mì cho má dạ, nha. Dạ vậy cho con ổn mì ốp la hai trứng à. Rồi. Dạ. Dễ thương quá, con bao nhiêu tuổi nè? Dạ con còn nhỏ mà má. Con nhỏ là bao nhiêu nè? Dạ con 30. Con 30. Dạ. Vậy con lớn hơn má 1 tuổi rồi. Trời ơi. Sướng sát của bà này. Bà nhỏ hơn tao mà sưng má. Ủa ờ, vậy là má 29 thôi. Ủa sao tại vì má khổ quá má già. Chứ thật ra má còn trẻ lắm. Thôi được rồi con ở đây. Má làm. Không, bây giờ về má miễn phí cho con luôn, má không lấy tiền. Dạ thôi. Bà ơi, bà nhỏ hơn tao mà sưng má hoài. Ủa vậy khi giờ tôi giận con tinh thần được không? Vậy? Con tinh thần. Tại sao bà không nhận tôi là con tinh thần của bà? Tôi lại, tôi quỳ tôi lại. Dạ thôi, dạ thôi. Thấy ta nghệ sĩ bắt sang bắt hoàng làm họ, thấy ta giàu, con tinh thần. Con yên tâm, con cứ ở đây, con giá xe. Trái về đàng hoàng cẩn thận vô nha. Có bánh mì không? Có bánh mì ha. Con chờ má chút xíu nghe, má làm xong rồi má cho con. Anh mì trời ơi này gì nó nghe nè cô bánh mì gì à, đợi chút xíu để nói chuyện nghệ sĩ phải không con chờ má chút nghe coi nghệ sĩ phải không dạ trời ơi nghệ sĩ trời đất ơi quê dữ lắm nha đẹp quá trời quá đất nè con dạ, nhớ không cảm ơn chị cái cô này đóng mình coi hoài nè con nghệ sĩ nè con nhớ không dạ không có gì vậy vậy con nhìn kỹ lại coi cái cô mới diễn con mới coi mà sao không nhớ vậy nhớ không dạ không trời đất ơi con làm quê vậy con ông bắt cười quá đi dạ, nghe nè chị thích em trời ơi mê lâu lắm rồi bữa nay mới gặp nè dạ. Trời em diễn có duyên lắm Vân ơi dạ dạ Vân hả chị em Vân. Em là Diêm nào? Diêm Vân mà Diêm Diêm bao Diêm con gái tôi đó con ăn mì xào giòn đi con dạ không con nói nào im ra nói má nghe má cho con má tặng con luôn không miễn phí má không lấy tiền bởi vì tôi biết là nó làm rất là cực khổ. Đừng nói nghệ sĩ sung sướng, không có sung sướng đâu. Làm cũng cực như người bình thường. Coi vậy chứ không phải vậy con ăn đi giờ má cho. Để cho ăn mày khỏe, mày sức, mày diễn cho mọi người coi. Tôi nói chuyện chút xíu coi. Dạ, lâu tôi mới gặp nghệ sĩ nó nghe nè. Trời em ơi, chị không ăn đâu, chị cảm ơn em nghe. Ủa sao sưng má, má cho con. Má cho con. Sao sưng má, sưng chị đi rồi rối vậy. Em hai nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Trời ơi, bà nội nhỏ người ta tưởng sưng má vậy. Cái bà này, nó nghe nè. Cô ơi, tôi giá hình trái tim đẹp lắm. Giá hình trái tim chi vậy anh? Nghệ sĩ mà, cái ruột của hình trái tim. Ừ, cho tôi nói chuyện với nghệ sĩ chút coi, nó nghe nè. Anh giá lẹ lẹ giùm em nha. Em trễ rồi đó. Em ơi, nó nghe nè, cho hỏi thăm chút xíu coi. Nói, thôi nghệ sĩ vô chụp tấm hình đi rồi về con, đây đây. Dạ, con không chụp. Trời ơi,
Gặp nghệ sĩ mới chụp tấm hình chứ, trời đất ơi, lâu lâu mới gặp một lần chứ làm sao mà con tưởng là gặp nghệ sĩ dễ lắm hả? Vô chụp tấm hình nha. Con không chụp. Ôi, chụp à? Chị ơi, bé không chụp thì thôi, chị đừng ép bé làm gì chị thôi. Vậy chụp làm kỷ niệm vậy, khoe anh ta chứ, trời đất ơi. Nhưng biết mà... bao nhiêu lâu rồi mới gặp. Bà đi hả? Trời ơi. Bà đi hả? Anh ơi. Trời ơi, con tôi có quyền ảnh vậy. Tự nhiên nhỏ không chụp cái bài show nhỏ. Chơi xong chưa anh, em đi chơi rồi, rồi xong rồi hả? Trả tiền đi, trả tiền. Dạ trả tiền đi. Dạ nhiêu vậy anh? Dạ rẻ mà, nghệ sĩ tôi lấy rẻ thôi. Dạ. Có 200 ngàn à? À ê, dạ nhiêu anh? 200. Ủa sao giá xe em sao mắc dữ vậy? Tại giá cho nghệ sĩ làm biết bao nhiêu tiền nghệ sĩ giàu à? Có 20 ngàn một lỗ thôi, nỡ lòng nào mà lấy người ta 200? Làm gì ác nhân thất đức lắm, người ta nghệ sĩ chứ người ta cũng mồ hôi nước mắt người ta lao động chứ, bộ người ta ăn cướp được hay sao làm kỳ vậy? Yeah! 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 Oh come on baby. Yeah. 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 Oh yeah, come on baby. Oh yeah. Bà đá, bà đá theo nó. Không hả? Không hả? Nè. Giữa đường xuất sắc. Yeah, yeah, yeah vậy. Giới trẻ phong cách là nó như vậy. Nó là gọi là street style đó. Phong cách là bị khó chở. Anh làm ơn suy nghĩ lại đi. Phải phải bây giờ 200 ngàn là quá đẹp. Anh có tiền quá, tôi có trả cho anh cái số tiền đó. Đúng rồi nghệ sĩ rồi, đúng rồi. Trời trời ơi trời. Rồi tao bụng luôn thấy chưa. Ủa tao nhìn cái đầm tôi cũng bụng bụng mà. Cái đầm này đầm 150, 160, đầm Ngọc Trinh nè. Chị trời ơi trời, tao phải là lúc nào cũng được gặp nghệ sĩ đâu phải. Chị à, chào hai em. Chị là nghệ sĩ. Chị nhận ra em không chị? Chị nhận ra em không? Đâu phải lúc nào cũng có. Cô quên đó đó, bữa cô quay trong nhà thương điên là hai đứa nói trọng á. Ờ vậy. Chụp hình, chụp hình đi. Không, không có đâu, không có đâu. Chị chụp hình. Rồi. Thôi tao bụng rụng tay chân hết. Dạ, rồi. Đứng em chụp hình đi. Dạ. Ủa. Dạ chị chụp tụi em đi chị. Chụp đi. Trời đất ơi, hồi sáng giờ tụi em tự xuống mỏi tay rồi. Kiếm người mà hợp phong thủy tụi em chụp không có được. Chụp đi chị. Chị cười lên, chị cười lên. Đúng chị không? Ơi, chị không tươi rồi sao tụi em cười được? Thì đó, cái mặt chị căng quá mà cười lên. Thôi trả cười nó đi. Trả nó đi. Trả nó đi. Bây giờ người ta không tới giờ quay đi, người ta còn đi quay phim nữa. Tự nhiên hai người ái mộ, không kêu chụp cho người ta, cho bắt trời ta chụp ơi, mình là sao? Trời ơi, không phải lúc nào con cũng có dịp là kêu nghệ sĩ chụp cho mình đâu. Bởi vì giờ dịp này quý lắm á chị. Tịch thu mới. Trời ơi, kỳ vậy. Trời ơi. Tự nhiên ái mộ người ta kêu tao chụp cho. Ta chụp em một tấm đi là xong rồi chị. Trời ơi, em lại chụp cho nó đi cho rồi đi. Thôi. Trời ơi, em cảm ơn chị. Tôi trả anh 200 ngàn luôn nè. Vậy. Đây là cái bài học cho tôi. Anh kỳ cục quá, đừng thấy nghệ sĩ rồi bắt đầu hả nghĩ này nghĩ nọ người ta, rồi hả chặt chém người ta như vậy. Tôi đâu gặp cô. Em ơi, tội nghiệp tao ơi. Thôi cô. Bây giờ người ta đưa 200 ngàn cho tao mắc còi, tính xin tôi hay gì á? Ờ, cô mua vé số đâu, cảm ơn con. Con đừng có làm phiền cô, để cô đi đi. Cô ơi cô. Cô là... Cô có phải là Thị Diêm không cô? Ờ à, đúng rồi con. Con thích cô lắm á. À, cô cho con xin chữ ký nha cô. Để cho cô đi đi con. Cô ký giùm con đi cô. Rồi ký rồi buông cô ra để cho cô đi làm. Ủa? Đây là tập học của con mà sao cô ký được? À, dạ không sao đâu cô cứ ký đi cô. Con thích cô lắm. Cô giống mẹ con lắm á. Trời đất ơi. Mẹ con cũng ai cười như cô vậy. Trời đất ơi. Cô ký đi để con về con khoe ba nữa. Ủa, nói mẹ mà sao con đi học trời. Mà con bán vé số vậy? À, dạ, ngoài giờ đi học, con còn bán vé số để kiếm tiền về cho ba đóng tiền học với lại tiền thuê nhà hả cô? Ba nó xấu lắm, ba xấu tánh lắm. Rồi. Để kiếm tiền để phụ nuôi ba nó. Vậy hả? Rồi mẹ con đâu? Mẹ nó đó là coi như là không còn nữa nha. Dạ. Vậy bây giờ ba con làm nghề gì? Biết ba làm gì không? Làm trời gì? Ơi, thiệt tình, ba nó... Ở sát bên đây, ba nó là người không đàng hoàng tử tế, ba nó là giá xe. Rồi xong. Dạ. Ba con làm nghề giá xe hả? Dạ. Thôi bây giờ cô tính vậy ha, bây giờ cô sẽ mua hết vé số của con nè, rồi cô chở con đi học, rồi cô sẽ mua cho con một cuốn tập khác để cô ký tên. Tập học này không có ký được nha con. Hen. Cô nói thiệt hả cô? Cô nói thiệt mà. Con cảm ơn cô. Đây để cô mua vé số cho con nha. À. Nè con giữ đi. Bye bye ba ơi. Ba ơi, cô con dặn đóng tiền học phí á, trễ quá rồi. Bây giờ chú ba thay mặt ba con. Dạ. Chú ba thay mặt ba con là đồng nghiệp với chú. Ê, chú ba nào? Kệ. Ủa là sao? Nó, sao mà nói? Ờ, để. Bây giờ chú ba cho con 200 ngàn. Dạ. Chú ba thay mặt ba con cho con 200 để con đóng tiền học. Ủa, ba, sao kỳ vậy?
Tôi hiểu rồi. Tối dạ quá. Anh là ba của bé phải không? Anh chặt chém tôi để đóng tiền học phí cho bé hả anh? Tôi biết anh là thương con dữ lắm, nhưng mà không phải vì vậy thì làm tất cả mọi chuyện, kể cả việc xấu luôn nữa. Cho dù anh là người thế nào đi nữa thì tôi biết anh vẫn là một người cha rất là thương con của mình. Dạ anh ơi, anh suy nghĩ lại việc mình làm đi anh à. Đồng ý là thương con, nhưng mà không phải là bất chấp mọi chuyện để mà làm vì con của mình. Con của anh biết được chuyện này nó cũng không có vui đâu anh. Anh ơi, thưa cô, thật sự là ngày mai là đóng tiền học cho cháu. Dạ. Tôi rất là ái mộ cô, tôi quý cô lắm. Nhưng mà tiền này tôi chặt chém cô là để tôi đóng tiền học cho cháu chứ. Nhưng bây giờ tôi biết lỗi tôi rồi, tôi hứa với cô tôi sẽ sửa sai. Dạ. Nói vậy nè, nè trả 200 ngàn cho người ta đi, đưa 20, cô đưa 20 đi thôi. Còn gì tôi cho mượn cha. Đây. Dạ thôi, đây. Con đã biết được hoàn cảnh rồi thì em vẫn gửi cho anh 200, rồi em cho 200 ngàn cho bé nè. Coi như em lấy những tấm vé số này hen. Rồi coi như là hai cha con vui vẻ đi. Với lại tôi muốn nói với anh chuyện này nè, đừng thấy nghệ sĩ rồi tưởng nghệ sĩ giàu có nha. Ai cũng phải lao động mới có tiền hết. Cho nên đừng nghĩ nghệ sĩ giàu mà tội nghiệp nghệ sĩ lắm. Con phải thương ba con nhiều hơn nha, phụ ba nhiều hơn. Anh, con gái nhờ đức cha đó nghe. Cho nên là phải suy nghĩ thật kỹ việc mình làm anh hen. Cô cho 400 ngàn này nhiều, tôi đội ơn cô lắm. Dạ. Tại sao cho thêm 100 cho đủ 500? Thấy không, cũng cách đặt đó. Cô giỡn, cô giỡn mà. Rồi, vậy đi nha. Rồi dạ, lần sau có dịp á, tôi lại đi thăm mọi người luôn hen. Dạ. Rồi, giá xe cho tôi rồi phải không? Dạ. Con gái, dạ, con gái ăn ở đây, không ăn thì xe cho con gái đem về nhà, con gái ăn nha. Thôi chị ơi, chị cảm ơn em nghe bé hai. Rồi đi con, mình đi, cô chở em đi học luôn. Cảm ơn anh nghe. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ rồi. Ước gì cô là mẹ nó. Cảm ơn vở kịch Người Nổi Tiếng với sự tham gia của bé Huy Nhiên, bé Hoàng Yến, Khả Như, Quỳnh Lập, nghệ sĩ Thụy Mười, nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ sĩ Tấn Quang và nghệ sĩ Lê Khánh. Cảm ơn. Cảm ơn rất là nhiều. Và sẵn đây anh Đức xin muốn mời lại đây để hỏi một vài câu chuyện thôi. Mời anh Tấn Hoàng ha. Anh Đức à, bây giờ tôi đóng cái vai xấu tôi không dám nói gì hết trơn á. Hỏi mấy người kia chứ tôi không biết gì tôi nói, cho tôi đi vô đi. Ủa? Thông cảm đó. Rồi vô hết hả? Hỏi cái thủy kìa. Nói người đó tiếng đi chứ tôi bất ngờ lắm à. Ủa rồi rồi. Trời ơi, chạy hết trơn luôn rồi. Thiệt tình, Người Nổi Tiếng à. Thật sự ra thì anh Đức muốn hỏi chị Lê Khánh là đã bao giờ trong cái cuộc sống này chị gặp phải những trường hợp éo le như vậy chưa? Thật ra thì Khánh cũng có gặp một số trường hợp vậy ngoài đời rồi. Chẳng hạn như là nhầm tên của diễn viên này qua diễn viên khác, sai chữ lót cùng tên, hoặc là một cái tên khác hẳn luôn. Cho nên cũng xảy ra những cái tình huống dở khóc dở cười, nhưng mà riết rồi cũng quen. Rồi nhầm lẫn đóng cái phim này qua phim khác. Đó. Đó, rồi cũng nói là ở sao ngoài đời khác, rồi ở trong phim khác, rồi mày nha, mày ác lắm nha, quỷ, mày giết người ta. Tức là có rất nhiều khán giả khác nhau, mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Và từ cái điều đó thì mình thấy rằng khán giả Việt Nam cũng rất là quan tâm đến phim Việt Nam, cũng như là quan tâm đến những chương trình của nước chúng ta, và cũng rất là yêu quý nghệ sĩ. Chính vì vậy thì nghệ sĩ phải sống làm sao để xứng đáng với tình cảm của khán giả nhiều hơn nữa. Đúng rồi đó quý vị, nghệ sĩ chúng tôi đôi khi là phải gặp những cái trường hợp éo le vậy đó, nhưng mà lúc nào cũng phải nở nụ cười đúng không ạ? Đôi khi mình gặp rất là nhiều chuyện bực bội khó khăn, nhưng mà mình luôn phải nở một nụ cười. Chính vì vậy mà cái cuộc sống của nghệ sĩ, thấy trên sân khấu, thấy trên màn ảnh, thấy tươi vui vậy đó, nhưng mà đôi khi cũng gặp những cái trường hợp khó xử đúng không? Vậy thì cuộc sống bộn bề như vậy, nếu như mà chị Lê Khánh làm hài thì chị lấy chất liệu từ đâu để mình mang đến một cái tiểu phẩm hài, hoặc là một cái chiêu trò gì đó hài để cho quý vị khán giả xem, thì xin chị Lê Khánh có thể chia sẻ cho các bạn thí sinh của cuộc thi Cười Xuyên Việt được không ạ? Khánh xin chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân Khánh. Thì đầu tiên là mình sẽ đọc kịch bản để mình tìm được cái nhân vật của mình là nhân vật như thế nào, có những cái số phận ra sao và những đất diễn ra sao, cũng như là những tính cách như thế nào. Thì từ cái điều đó thì mình sẽ phát triển ra từ cái góc, rồi mình sẽ thêm những cái mảng miếng trong nghề, thì gọi là mảng miếng, để cho nhân vật nó duyên dáng hơn, nó thú vị hơn, nó hài hước hơn và đến gần với khán giả nhiều hơn. Và những cái nhân vật đó chắc chắn là sẽ không phải là bản thân của mình. Chính vì vậy mình sẽ vay mượn từ cuộc sống của mình. Một cái cô
bán hủ tiếu hay là một cô bán bánh cuốn thì Khánh có thói quen là rất là thường xuyên để ý những người mà buôn bán ở ngoài đường, ngoài phố để mà mình có thể mình học hỏi kinh nghiệm từ những lúc mà mình quan sát họ. Và những cái câu chuyện cười của mọi người kể cho mình nghe hoặc là bạn bè nói chuyện với nhau rồi mình sẽ nhớ lại những cái tình huống đó để mình có thể đem vào cái nhân vật của mình những lúc mà phù hợp nhất để cho nhân vật của mình nó sống động và dễ thương hơn. À, xin cảm ơn chị Lê Khánh. À, các thí sinh thân mến, như vậy là chị Lê Khánh đã chia sẻ các chất liệu để làm hài thực chất ra đơn giản trong cuộc sống của chúng ta thôi. Và cảm ơn những chia sẻ quý báu của chị Lê Khánh. Và một tràng pháo tay nữa dành cho nghệ sĩ Lê Khánh ạ. À, xin được cảm ơn chương trình rất nhiều. Xin được cảm ơn anh Đức đã trò chuyện với Khánh. Và xin chúc cho các bạn thí sinh sẽ tự tin để mà hoàn thành tốt với công việc của mình. Và chúc cho chương trình Cười Xuyên Việt thành công rực rỡ. Xin được cảm ơn. Tôi làm sao đói mèo râu đầu hôm thì đây tô mì tôm nước sôi thơm thì cơm cớ sao ăn mì tôm có cơm canh gì hồng vừa chê cơm người ta thì giờ ăn mì tôm đi. Bố bà chị không được, tôi làm bèo nhèo bà chị tức hả? Cái gì? Ẩm có cửa đâu cưng.